Ngô Thanh Vân phản bác gây gắt quan điểm của Trấn Thành về nghề diễn viên, mới đây, Trấn Thành và Ngô Thanh Vân đã cùng góp mặt trong một sự kiện về điện ảnh hôm 16 tháng 8. Trong buổi trò chuyện, Trấn Thành khuyên các diễn viên trẻ nên tìm vai diễn thích hợp với mình. Anh chia sẻ, nếu không hợp vai với nhân vật đó thì tôi nói thật, đến Trấn Thành diễn cũng không nổi chứ nói gì đến các bạn. Ai trên đời này cũng diễn không nổi kể cả Hollywood cũng vậy, không hợp vai diễn cũng dở hết. Vì vậy, phải đi xin đúng cái vai hợp với mình mà diễn. Đó cũng là một yếu tố quan trọng quyết định việc diễn giỏi hay diễn dở, trong khi đó, Ngô Thanh Vân lại có quan điểm khác. Cô bày tỏ cũng các bạn trẻ muốn theo nghiệp diễn, nếu phải xin đúng cái vai diễn đó cho mình diễn, chị nói thật là ở thị trường Việt Nam diễn viên kỳ cựu có khi còn chưa xin được vai diễn phù hợp đó với mình, thậm chí họ còn chưa có vai để chọn chứ đừng nói đến sinh viên còn đang đi học, các em làm gì có nhiều cơ hội để chọn, hoàn toàn không có điều đó. Mình muốn làm diễn viên thì bất cứ một vai diễn nào mình cũng phải diễn được bởi vì bản thân mình làm gì có cơ hội để xin vai phù hợp. Dân tình chia làm hai luồng ý kiến, nửa cho rằng đã nữ màn ảnh Việt nói đúng, nửa đồng tình với Trấn Thành cũng có người cho rằng cả hai người đều có ý đúng hai phát ngôn phụ trợ cho nhau